Tin Vatican Dòng các linh mục thánh tâm Chúa Giêsu có tân bề trên tổng quyền Cha Carlos Luis Suarez Cordonius đã được bầu làm tổng quyền dòng các linh mục thánh tâm Chúa Giêsu hôm 20 tháng 7 năm 2018, nhiệm kỳ 6 năm, trong tổng tu nghị thứ 24 của dòng, nhóm tại nhà mẹ ở Roma từ ngày 14 đến ngày 27 tháng 7 năm 2018, với sự tham dự của 77 bề trên và đại biểu, trong đó có cha Phan Xích Vũ, bề trên miền dòng tại Việt Nam. Cha Suarez Cordonil sinh năm 1965 tại quần đảo Canaria, Tây Ban Nha, gia nhập dòng các linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu năm 1984, thụ phong linh mục năm 1990, đậu cử nhân kinh thánh tại Giáo hoàng Học viện Kinh thánh ở Roma năm 1995 và tiến sĩ thần học tại Đại học Gregoriana Cha sống và hoạt động lâu năm tại Caracas, Venezuela, giảng dạy Kinh Thánh và cũng làm viện trưởng Học viện Liên dòng và khoa trưởng phân khoa thần học tại Đại học Công giáo Andres Bello. Dòng Linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu do Đấng Đáng Kính Cha Leon Deo người Pháp sáng lập vào ngày 13 tháng 7 năm 1877 với mục đích phổ biến lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu và linh đạo đền tạ. Các tu sĩ của dòng thi hành sứ vụ linh mục, huấn luyện hàng giáo sĩ và các công tác tông đồ khác, truyền giáo và xã hội trong tinh thần đền tạ những xúc phạm của nhân loại đối với thánh tâm Chúa Giêsu. Hiện nay, dòng có khoảng 2.600 tu sĩ hoạt động tại 455 nhà trên thế giới, trong đó có Việt Nam.